Kính thưa quý vị, nếu chúng ta sống ở Texas thì chúng ta đã biết Texas nằm ở miền Nam Hoa Kỳ và vốn thường có mùa đông ấm áp. Nhưng năm nay đã trở lạnh một cách bất thường khiến cho hệ thống năng lượng xanh, gió mặt trời bị đông cứng do ảnh hưởng tới sản lượng của điện. Đã xảy ra mất điện trên diện rộng và kéo dài. Nhiều người dân đã phải chịu cảnh rét thấu xương của thời tiết, lại vừa không có điện sưởi ấm và tình trạng mất nước, không có nước sử dụng. Một vị giáo sư của một trường đại học hiện đang sống ở tại Hoa Kỳ đã đăng bài viết có tựa đề rằng "Đây là nước Mỹ mà tôi biết" trên trang Facebook cá nhân của ông. Kể về hai câu chuyện ngắn xảy ra ở Texas được Vision Times dẫn lại, ông Đạt đã viết trong bài đăng của mình: "Hoàn cảnh khó khăn cũng là thời điểm để mà phát huy hết nhân tính. Hôm nay có hai tin tức từ các phương tiện truyền thông, điều mà cho tôi thấy bản chất của xã hội Mỹ mà tôi biết ban đầu. Đầu tiên đó là tin tức được xem nhiều nhất trên Washington Post, nói về một siêu thị ở Austin, Texas. Câu chuyện dựa trên một bài đăng trên Facebook. Sau khi trận bão tuyết đổ bộ vào Texas, người dùng Facebook này đã đi mua sắm và lúc đó siêu thị rất đông đúc. Mất điện xảy ra đột ngột và tất cả các máy tính tiền đã đều bị tắt, thẻ tín dụng không sử dụng được, nhưng hầu hết khách hàng không có tiền mặt. Khách hàng xếp hàng chờ thanh toán chưa biết làm sao thì nhân viên đã vẫy tay bảo họ di chuyển ra lối ra, chứ không ai yêu cầu họ trả hàng lại kệ. Người dùng Facebook này đã bước ra khỏi siêu thị trong nước mắt. Bãi đậu xe đầy bùn đất lầy lội, có người trượt chân ngã, có người làm rơi vật phẩm vừa lấy được. Các khách hàng vô cùng xúc động trước hành động giúp nhau, xếp đồ lên xe. Xe của một bà già bị trượt và một số người đàn ông có mặt đã giúp cho bà đẩy lên xe và đẩy xe lên được. Bà đăng trên Facebook này và đã lan truyền ở Hoa Kỳ và đã thu hút sự chú ý của Washington Post. Khi phóng viên gọi điện phỏng vấn thì siêu thị chỉ xác nhận sự việc và từ chối phỏng vấn, và đúng là hành thiện không cần người biết. Điều thứ hai đó là bản tin của CNN về việc sự kiện xảy ra ở Austin, Texas. Xe của một nữ nhân viên giao hàng bị trượt bánh đâm vào vườn hoa trước sân của một ngôi nhà. Chủ nhà chạy ra kiểm tra xem tài xế có cần giúp đỡ gì không thì phát hiện ra xe bị kẹt cứng. Người giao hàng đã gọi xe cẩu đến giúp, nhưng điều kiện đường xá quá xấu khiến cho xe kéo không thể tiếp cận được. Chủ nhà đã mời người giao hàng vào nhà chờ, đeo khẩu trang, và cô hồi hộp chờ đợi trong căn bếp của gia đình nọ mà không biết rằng điều này sẽ kéo dài trong 5 ngày. Gia đình này là một cặp vợ chồng trung niên da trắng, người giao hàng là một phụ nữ trẻ da đen. Hai vợ chồng để người giao hàng ở tại phòng cho khách và lo cơm nước cho cô trong 5 ngày này. Người giao hàng nhiều lần muốn đến khách sạn nhưng chủ nhà không cho cô đi vì khách sạn cũng không cung cấp đồ ăn. Họ đã sống với nhau trong 5 ngày như là một gia đình, cặp đôi còn cùng người giao hàng tổ chức bữa tối cho ngày lễ tình nhân. Người giao hàng cùng nướng bánh cho hai vợ chồng nếm thử và hai chú chó con của chủ nhà cũng trở thành bạn tốt của cô. Thực sự mà nói, những câu chuyện nhỏ ngọt ngào như vậy, các bên là những người bình thường trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn và truyền cảm hứng cho khía cạnh tươi sáng nhất của bản chất con người. Và đây chẳng phải chính là nước Mỹ mà tôi đã từng biết hay sao? Thực sự, những thông tin này thu hút sự cộng hưởng của cộng đồng mạng và đông đảo người dùng mạng nói đủ mọi thứ tiếng. Và nhiều người đã có những bình luận vô cùng đặc biệt. Tôi đã sống và ở Hoa Kỳ từ khi còn là một đứa trẻ. Và đây là điều mà tôi biết về Hoa Kỳ. Hầu hết người Mỹ đều tốt bụng nhưng không muốn được biết đến. Vì vậy, một số tương đối ít những người Mỹ lệch lạc đánh mất trái tim nhân hậu nhưng lớn tiếng khiến cho người ta nghĩ rằng Hoa Kỳ hiện đang sa đọa về mặt đạo đức, giáo dục đời sống mà thế hệ trẻ ở Bắc Mỹ nhận được rất tốt. Cảm ơn bạn để chia sẻ những câu chuyện tích cực này. Nếu mất niềm tin vào tình yêu, xã hội đó sẽ dần trở nên thực dụng và đọc chuyện như vậy sẽ cảm thấy muốn khóc. Mặc dù ở Mỹ có sự phân biệt nhưng đó chỉ là thiểu số. Nước Mỹ vẫn có nhiều người tốt. Khi tôi mới đến Mỹ, xe bị hỏng vài lần và có những người tốt bụng đã giúp cho tôi giải quyết vấn đề này. Một số người thậm chí còn bỏ dở công việc của họ để giúp cho bạn đẩy xe hàng. Mấy ngày hôm trước, có bài báo đưa tin một cửa hàng tạp hóa ở Texas
đã không thể mở cửa trong vài ngày, nhưng họ đã lấy hết các mặt hàng trong cửa hàng ra, đặt chúng ở lối vào cửa hàng để cho người khác đến nhận. Người nhận cũng xếp hàng để nhận và không có sự tranh giành, chỉ lấy một phần nhỏ những gì mà mình cần và để phần còn lại cho người khác. Chia sẻ điều này để đồng hương chúng ta cùng nói với nhau. Khi sống ở Mỹ, chúng ta cùng cố gắng để có cuộc sống tốt. Bởi lẽ để được đặt chân và sống ở xứ Mỹ này, đối với nhiều người cả một hành trình rất là khó khăn, vất vả, và thậm chí đó là điều mơ ước trong cả một cuộc đời, nửa đời người để mà chuẩn bị, biết bao năm trời ròng rã và cộng với bao nhiêu sự may mắn thì chúng ta mới có cơ hội để được định cư ở tại Mỹ. Và trong khi đó còn biết bao nhiêu những người anh em chúng ta đang sống ở quê nhà vẫn khao khát có được cuộc sống này, nhưng mãi vẫn không bao giờ, và thậm chí họ chưa từng có được một cơ hội để được đặt chân trên đất Mỹ. Chia sẻ điều này về vấn đề chúng ta sống liều ở Mỹ, chúng ta sống bất chấp ở Mỹ, không có nghĩa là tôi chia sẻ để mà cho người khác xem lưng về đời sống của người Việt chúng ta thực tế ở Mỹ ra sao, mà đây chỉ là một thông điệp gửi đến cho tất cả những ai đang lâm vào những cảnh này, để chúng ta có được cái kinh nghiệm, có được cách nhìn, và thậm chí những người đang có cuộc sống Mỹ hơi chút khó khăn cũng có một chút tỉnh ngộ để cảm thấy mình có sự chuẩn bị tốt hơn và có cuộc sống lại tốt hơn nữa. Và bên cạnh đó cũng muốn nhắc cho những ai khi sang Mỹ định cư thì nên nhìn vào đó để mà rút kinh nghiệm. Đừng tưởng là đến Mỹ là không có nợ nần chồng chất, chỉ có ở Việt Nam, nhưng không phải vậy. Đặc biệt trong bối cảnh đời sống khó khăn vì coronavirus, nhiều người đã mất việc cũng khá lâu, cuộc sống khó khăn nên đã bị kéo vào nợ nần chồng chất. Những lý do tưởng là không là gì, tưởng là đơn giản, nhưng thực sự đáng đánh thức cho chúng ta. Có thể đó là lý do vì chúng ta ham mê vật chất nhiều quá, mua xe, mua nhà, mua điện thoại và đặc biệt là mua sắm hàng tuần. Có nhiều người sống ảo, thích khoe khoang, ẩm ý ra cảnh lên mạng xã hội để mà nâng cái sĩ diện của mình lên, để gặp được tiếng khen, lời ca tụng, để lấy tiếng với người Việt ở nhà, ở Việt Nam. Chuyện này không phải là không có. Rất nhiều người sau khi nổ mà túng thiếu quá thì lại đâm ra chơi liều. Họ dàn xếp đụng xe để lấy tiền bảo hiểm, trang trải cho cuộc sống của mình. Họ giả bệnh nghỉ làm để được tiền chu cấp. Và còn nữa, khi đi khám bệnh thì cả bệnh nhân và bác sĩ cũng dàn xếp để lấy thêm một khoản tiền chữa trị. Vậy là đôi bên cũng có lợi. Đừng nghĩ thế, hãy sống chân thành, hãy sống thật. Bởi vì giá trị ở cuộc sống nơi đây ai cũng biết. Chúng ta trao đi giá trị của bản thân, chúng ta có đời sống tương xứng như vậy. Thực tế cũng có người ở bên đây sống xạo quá, mà càng xạo thì lại càng liều, chỉ vì muốn khoe khoang với cuộc sống xa hoa khi định cư ở xứ Mỹ. Bởi vì lẽ trước khi định cư thì họ vẽ ra một đời sống Mỹ như ở thiên đàng. Họ ao ước, họ thèm khát, họ nhìn thấy chỉ là đời sống vật chất xa hoa mà ở quê nhà họ không có được. Do vậy khi đặt chân đến xứ Mỹ thì họ dở nhiều chiêu trò, nhiều thủ đoạn. Có người mua đồ về dùng chán chê rồi sau đó kê khai đồ bị mất. Có người thì mang tiếng đi hoàn đồ siêu thị nhưng tiền nhận lại rồi mà đồ vẫn cố ý mang về. Thực sự là đáng buồn và mất mặt cho cộng đồng người Việt chúng ta nơi đây nếu có những người mà gây phiền toái cho đời sống của cộng đồng như vậy. Những hành vi gian trá, những cái điều không hay mà được làm ở tại một xứ sở văn minh như vậy, xứ sở mà hệ thống an ninh camera có ở khắp nơi. Những hành vi gian trá đều được ghi lại hết, mà khi đã bị bắt thì nhẹ thì bị phạt tiền, nặng đối với những người vị mới có thẻ xanh là bị đuổi về nước ngay và không có cơ hội trở lại Mỹ nữa. Hãy sống có nhân bản, hãy sống có tính người, hãy sống là người tốt để cho con cháu, để cho thế hệ mai sau theo đó mà học hỏi. Hãy sống đàng hoàng ngay thẳng, cây ngay không sợ chết đứng.
Đừng học theo cái thói học đòi xa xỉ. Đừng đưa bản thân vào những bi kịch kéo theo. Những cái bi kịch đó gây ra không chỉ cái đời sống thảm họa của mình, mà cho biết bao nhiêu người thân, bao nhiêu công sức đã giúp mình qua đây định cư. Hãy xây dựng một cuộc sống thực sự là ý nghĩa ở trên một mảnh đất đầy cơ hội này. Có thể nói đây là một mẫu gương, là động lực khiến cho những thế hệ con cháu chúng ta sống tại Hoa Kỳ nói riêng để mà nỗ lực, để phấn đấu cho những điều kiện tốt nhất đang có của mình. Một câu chuyện của Derek Ngô, 18 tuổi. Ngoài Harvard, Derek còn nhận được thư mời nhập học của 3 trường đại học danh tiếng khác, bao gồm có Đại học Texas ở Austin, ở Đại học Princeton ở New Jersey, Đại học Columbia ở New York, và trước đó cậu đã tốt nghiệp thủ khoa của trường trung học. Điều đáng nói đó là ít ai biết một cậu học sinh gốc Việt ở Houston này lại là một người vô gia cư. Derek mồ côi cha từ năm lên 2, còn mẹ của cậu từng vào tù vài lần. Cậu kể lại, mẹ tôi rất mê đánh bài. Anh em tôi thường phải theo bà đến sòng bài và ngồi trong bãi đậu xe để đợi mẹ đánh bài trở về. Derek cho hay gia đình cậu không có nguồn thu nhập ổn định nên nhiều lúc trong nhà không đủ thức ăn cho mấy anh em. Đó cũng là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời của Derek khi thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ. Đến năm 15 tuổi, Derek bắt đầu ra sống một mình. Thỉnh thoảng cậu vẫn nhận được trợ giúp tiền thuê nhà từ mẹ. Tuy vậy, số tiền đó chỉ đủ cho cậu trang trải các chi phí cơ bản. Đến năm 17 tuổi, cậu trở thành người vô gia cư. Chính vì vậy, Derek cho rằng mình phải trở thành một con người trái ngược hoàn toàn với mẹ và gia đình của mình. Cậu bé hồi xưa nay chia sẻ, tôi nhận ra rằng nếu không biết tận dụng trường học, giáo dục và tất cả những gì mình có để học tập thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được hoàn cảnh hiện tại của tôi. Nỗi thất vọng thời thơ ấu khiến cho Derek quyết dồn hết tâm trí vào việc học để thay đổi tương lai của mình tốt hơn. Derek Ngô kể rằng cậu đã phải chuyển tổng cộng là 12 trường từ nhỏ đến lớn. Mỗi ngày Derek đều đi xe bus đến trường và lúc nào cũng dành hết tâm trí cho chuyện học của mình. Cậu cho rằng để có được thành công ngày hôm nay đó là nhờ vào sự kỷ luật và không bao giờ quên mục tiêu của mình. Tôi ngủ với mục tiêu của tôi và tôi thức dậy với nó. Tôi nghĩ lúc nào mình cũng phải có mục tiêu, cho dù mục tiêu này còn xa và khó khăn, nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực mà thôi. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ở tại trường trung học, Derek đã nộp đơn vào Đại học Harvard, Đại học Texas ở Austin và thêm 2 trường đại học khác như đã trình bày đến quý vị. Và cuối cùng Derek quyết định sẽ nhập học ở tại Harvard vào mùa thu và hiện cậu vẫn đang phân vân giữa ngành triết học và kinh tế. Khi được hỏi về tương lai của mình, Derek cho biết mình chưa có kế hoạch cụ thể về nghề nghiệp sẽ theo đuổi trong tương lai. Tuy nhiên, chàng trai gốc Việt này bày tỏ là mong muốn sẽ tạo nên những thay đổi lớn để giúp đỡ cho cuộc sống không chỉ của mình và trả cả cho những người khác nữa. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.